Chúng con xin kính chào quý khán thính giả và các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Đức Tin và Giới Trẻ do Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston phụ trách. Chúng con rất vui được gặp lại quý khán thính giả và các bạn trẻ trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chúng con hôm nay có ba bạn trẻ, rất dễ mến đến từ giáo sứ Đức Mẹ La Vai. Thay lời cho chương trình, ra xin chào mừng các bạn ha. Các bạn có thể giới thiệu một chút về mình và gửi lời chào đến quý khán thính giả được không? Can you introduce yourself to audience? Dạ vâng, con chào cha, chào hai bạn và quý vị đang xem. Con tên là Thu Hương, đến từ giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Rồi, chào chào Thu Hương. Dạ, con chào cha, con chào chị Hương, chào Tracy, chào mọi người trong live. Tên con là Anh Nguyễn, con đến từ giáo xứ La Vang. Rồi, chào chào Tuấn Anh ha. Dạ, con chào cha, chào hai bạn và mọi người. Con tên là Tracy Nguyễn và con đến từ giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Rồi, một lần nữa thay lời cho chương trình, xin chào mừng ba bạn nhé. Riêng đối với Hương thì chắc trước hết cha phải nói lời cảm ơn trước. Tại vì Hương đã đồng hành với chương trình trong rất nhiều cái buổi trò chuyện với người trẻ rồi ha. Vậy hôm nay quay trở lại chương trình, Hương còn lo lắng như lúc đầu nữa không? Dạ vâng, cảm ơn cha. Thú thật thì đây không phải là lần đầu tiên con đến với chương trình. Nhưng cảm giác hồi hộp thì nó vẫn giống như là lần đầu vậy đó ạ. Con hy vọng là quý vị sẽ thích chương trình của chúng con ngày hôm nay. Quay lại rồi nhưng vẫn còn chút lo lắng phải không? Riêng đối với Tuấn Anh và cha Si thì cha đều biết là hai bạn lần đầu tiên đến với chương trình ha. Can you anything you want to share to everyone on the show today? Dạ, con muốn cảm ơn cha đã chọn con vô ngày show hôm nay. Với con muốn nói là con chờ chừng nào nhà thờ mới mở lại để con được gặp bạn bè con. Với được sinh hoạt với TA trong nhóm group của con. Và trong suốt thời gian vừa qua là Túc Anh vẫn chưa được gặp lại các bạn. Bây giờ đang rất nhớ các bạn và mong trở lại nhà thờ để gặp các bạn đúng không? Rồi, cảm ơn những chia sẻ của Túc Anh ha. Còn riêng với cha Si thì sao? Yeah, thank you, Father, for letting me be on the show today. And during this pandemic, it is really hard to stay in contact with my friends from school, TUNY, and in church. And I just wanted to say that I miss you guys very much. And as long as we pray and believe in what God has in store for us, then I'm sure we'll be just fine. Wow, quá tuyệt vời, ha. Cha hỏi nhé, hôm nay các bạn có biết cha và các bạn sẽ nói về cái đề tài gì không? Dạ, có phải hôm nay mình nói về người trẻ đúng không cha? Đúng rồi, hôm nay cha và các bạn sẽ nói về người trẻ đấy ha. Vậy hôm nay chúng con sẽ nói về chính mình hả cha? Hôm nay các bạn sẽ nói về chính mình đấy ha. Và khi mà chúng ta nói với người trẻ thì chúng ta nhớ đến vào tuần vừa qua giáo hội chúng ta có một cái sự kiện rất đặc biệt liên quan đến một người trẻ ha. Các bạn có biết đó là sự kiện gì và người trẻ đó là ai không? Wow, cha hỏi đột xuất quá, cha có thể nào cho chị em của con gợi ý được không? Một chút gợi ý nhé, bây giờ cha gợi ý cho các bạn nè. Đó là vào Chủ nhật vừa rồi ngày 10 tháng 10, giáo hội của chúng ta đã phong chân phước cho một người trẻ rất trẻ. Trẻ hơn các bạn rất nhiều, chỉ mới 15 tuổi thôi. Rồi có ai trong các bạn nhớ được tên của vị chân phước đó không ạ? Rồi cha mời cha Si, có thể cha Si có nhớ đúng tên của vị chân phước vừa rồi không? Dạ thưa cha, đó là chân phước Carlo Atticus. Chân phước Carlo Acosit, đúng rồi. Và chúng ta cho bạn Chelsea một tràng vỗ tay được chưa? Rồi cho cha hỏi tiếp một câu nữa nè. Các bạn có biết cái điểm đặc biệt nhất, nổi bật nhất trong cái đời sống đạo đức của chân phước Carlo Acosit là gì không? Rồi, Chelsea, cho mời Chelsea. Yeah, thưa cha, Carlo Atticus has a pure love for the Eucharist and the Mass, and so he has a strong desire to go to church every single day. Đúng rồi, cái điểm nổi bật trong cái cuộc đời của chân phước Carlo Acosit chính là the love of Eucharist and the love of Mass hả? Cha nhớ có một cái câu nói rất là ý nghĩa của chân phước Carlo Acosit mà hôm nay cha muốn chia sẻ với các bạn, đó là ngài chia sẻ rằng bí tích thánh thể chính là đại lộ dẫn chúng ta đến với thiên đường ha. Vậy bên cạnh cái lòng yêu mến đặc biệt đối với thánh thể thì chân phước Carlo Acosit còn có điểm gì đặc biệt nơi cuộc đời của ngài nữa không các bạn? Rồi, Tuấn Anh sao nào? Dạ, con biết là ngài rất yêu mến người nghèo và giúp đỡ bạn bè trong lớp học của ngài. Yêu mến người nghèo và giúp đỡ những cái bạn bè trong cái lớp học của ngài hả? Dạ vâng, con cũng xin được phép bổ sung thêm phần của anh, đó là đặc biệt là những người bạn nào mà không được yêu thương, là những bạn khuyết tật hoặc là bị bố mẹ bỏ rơi thì ngài luôn quan tâm và giúp đỡ những người bạn đó. Đúng rồi, nhưng mà cho cha hỏi các bạn này, các bạn có biết chân phước Carlo Acosit có một cái điểm rất giống người trẻ các bạn là ở chỗ nào các bạn biết không? Dạ. Đó chính là sự lạc quan. Là ngài mất năm ngày 15 tuổi vì căn bệnh bạch cầu. Và trong suốt cái thời gian ngài đau bệnh, ngài rất là lạc quan. Và ngài có một cái câu nói rất ý nghĩa mà hôm nay cha muốn chia sẻ với ba bạn cũng như tất cả các bạn trẻ tham gia chương trình, đó là
Tôi hạnh phúc khi tôi được chết vì tôi đã sống mà không lãng phí bất kỳ một giây phút nào để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Và các bạn có nhớ là có 3 điều mà chân phước Cano Aptic không bao giờ bỏ trong cuộc đời của Ngài là gì không? Thứ nhất là Ngài không bao giờ bỏ việc tham dự thánh lễ mỗi ngày nè. Thứ hai là Ngài không bao giờ bỏ việc đọc kinh mân côi. Và cái thứ ba là Ngài không bao giờ bỏ việc xưng tội. Cho thực sự là ước mong là tất cả các bạn trẻ chúng ta cũng noi theo 3 cái điều trong cái đời sống của chân phước Cano Aptic đó. Đó là luôn yêu mến thánh lễ, luôn yêu mến kinh mân côi và luôn chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải, được không các bạn? Qua những gì mà cha với lại các bạn chia sẻ nãy giờ thì con cảm thấy bản thân mình còn rất là nhiều thiếu sót. Đôi khi đối với người trẻ của chúng con chỉ mong làm sao học thật là giỏi nè, có công việc làm thật là tốt, mà chúng con quên rằng một điều quan trọng đối với chúng con đó là phải sống làm sao để làm một người trẻ tốt. Đúng rồi ha. Bên cạnh tất cả những cái ước mơ của người trẻ thì Trang nghĩ cái điều quan trọng nhất nơi người trẻ các bạn đó là các bạn phải cố gắng để làm sao trở thành một cái người trẻ tốt ha, có ích cho gia đình, có ích cho xã hội và có ích cho giáo hội, được không các bạn? Nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều về chân phước Cano Aptic rồi, bây giờ Trang muốn cha và các bạn nói về chính các bạn là người trẻ, được không? Được phải không? Rồi, nếu như vậy thì bây giờ cha có một cái câu hỏi muốn đặt ra cho ba bạn nè ha. Câu hỏi của cha đó là nếu chỉ dùng một từ ha để nói về người trẻ là chính các bạn thì theo các bạn đó là từ gì? My question is to define the truth in one word. What is this? Chắc là xin cha cho chúng em cho chúng con 3 phút để có thể thảo luận. 1 phút thôi, bây giờ ba các bạn thảo luận cho ha. So what do you think? I think courage could be a great word to describe youthfulness. Chị thì chị nghĩ là người trẻ thì có rất nhiều ước mơ. How about you, anh? For me, I think it would be keep on living, because I want to tell the youth that they don't have any like much time left, because when you grow, you won't like you're gonna be stressed over a lot of things. So I just want them to enjoy their life. Rồi đã thảo luận xong chưa? Rồi trước hết ta muốn lắng nghe ý kiến của bạn Thu Hương đây nè. Nếu có một từ để nói về người trẻ thì Thu Hương chọn từ gì? Dạ, theo con thì con sẽ chọn từ lạc quan. Lạc quan hả? Dạ vâng. Lý do vì sao là Hương nghĩ là lạc quan là cái nét nổi bật của người trẻ các bạn? Dạ, bởi vì con nghĩ là mỗi người trẻ chúng ta ai cũng có rất nhiều khó khăn mà mình phải đối phải. Nhưng mà tất cả chúng con đều cố gắng giữ sự lạc quan. Giống như bản thân con có một mơ ước là sẽ trở thành cô giáo để giúp cho những bạn trẻ nghèo không đến được trường ở miền quê Việt Nam. Chị Hương vừa chia sẻ cái ước mơ của mình đó ha. Vì thế trong lúc này cha đoán thử một chút thôi, là cha đoán thử là Jesse có phải là ước mơ của Jesse là trở thành một họa sĩ không? Tại vì cha thấy là Jesse đã vẽ rất là nhiều cái bức tranh đẹp. Đó có phải là ước mơ của Jesse không? Yeah, teacher, painting is actually one of my favorite hobbies, and when I draw, it relieves my stress and other issues from that day. And I also can express myself through my artwork because there's a lot of different types of paintings out there, and each one has its uniqueness of its own. Quá tuyệt vời ha. Ước mơ là còn chúc cho cái ước mơ của Jesse trở thành hiện thực nhá. Còn riêng đối với Tuấn Anh thì sao? Nếu có một từ để nói về người trẻ là chính các bạn đó thì Tuấn Anh sẽ chọn cái từ gì? Con thì đang phân vân giữa hai từ đó là thành công và sáng tạo. Tuấn Anh thì đang phân vân giữa hai từ hả? Thứ nhất là từ thành công và thứ hai là từ sáng tạo. Vậy thì nếu để chọn một từ thôi thì Tuấn Anh chọn từ gì? Nhưng nếu chỉ chọn thì một từ thì con sẽ chọn sáng tạo. Tại vì con nghĩ là người trẻ chúng con luôn thích sáng tạo ra những cái mới. Với tìm hiểu nhiều hơn, that's why là đứa giống như trẻ này thì cũng khăn niên với Đúng rồi, khi mà Tuấn Anh nói cái từ sáng tạo thì ta mới chợt nghĩ ra một cái thông tin, đó là cha được biết là cái người mà sáng lập ra cái trang Facebook đó, là cái trang điện tử mà rất phổ biến đến người trẻ các bạn phải không? Đó là một người trẻ phải không? Một sinh viên công nghệ. Và còn rất nhiều những cái phát minh mà các bạn đang sử dụng hàng ngày đó cũng là những cái sáng tạo của những người trẻ. Vì thế ta nghĩ là người trẻ là bên cạnh cái sự lạc quan như chị Hương chia sẻ này thì ta nghĩ là sáng tạo cũng là cái điều rất là tuyệt vời ha. Còn đối với Jessie thì sao? Nếu có một từ để nói về người trẻ thì theo Jessie đó là từ gì? Yeah, teacher, there's a lot of words on my mind right now, but I feel like I'll choose the word compassion because we are all still young and healthy and we should value our mental health more and help and serve the community or your church or your school. And I hope that kids that are under the Catholic's teachings should reach out and help as well. Đúng rồi, khi nói đến người trẻ chẳng nghĩ không thể thiếu cái từ mà Jessie vừa chia sẻ, đó là compassion, ha? Đam mê sáng tạo, đam mê phục vụ, đam mê cống hiến, phải không các bạn? Rồi, cảm ơn những cái chia sẻ của ba bạn ha, giúp cha hiểu hơn về cái người trẻ của các bạn. Đó là các bạn là những con người rất lạc quan nè. Rồi người trẻ của các bạn là những con người rất sáng tạo. Và người trẻ của các bạn là những con người rất đam mê và nhiệt huyết.
Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay, cha và chương trình muốn đặt ra cho các bạn một câu hỏi. Các bạn có đầy năng lực, có đầy nhiệt huyết như vậy, nhưng mà các bạn đặt tất cả những cái năng lực và những cái nhiệt huyết đó vào đâu trong cuộc đời của các bạn ha? Cha nghĩ đó là một câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì có một thực tế mà các bạn thấy đó, rất nhiều các bạn trẻ ngày hôm nay đã đặt những cái năng lực, những cái nhiệt huyết của mình vào những cái đam mê không lành mạnh ha, những cái đam mê xấu khiến là hủy hoại chính cuộc đời của các bạn. Vì vậy ngày hôm nay cha muốn Hương, Jessie và Tuấn Anh cũng như tất cả các bạn trẻ chúng ta cùng suy nghĩ về điều đó ha. Các bạn có biết là những cái đam mê không lành mạnh hay những cái đam mê xấu mà người trẻ ngày hôm nay dễ vấp phải nhất là gì không? Dạ vâng, theo con thì cái đam mê không lành mạnh mà người trẻ ngày nay dễ vấp phải nhất đó là việc quá đam mê về tiền tài và thành công. Và cái việc đam mê như thế đôi khi là chúng con quên mất và đánh đổi cả bản thân của mình, cả gia đình và bạn bè của mình nữa. Đúng rồi. Dạ. Khi mà cái đam mê vật chất hay là tiền bạc của các bạn nó trở thành một cái mục đích sống đó, thì các bạn rất dễ đánh đổi. Nhưng mà như là bạn Thu Hương vừa chia sẻ đó, không chỉ đánh đổi bản thân, đánh đổi gia đình mà còn cả những cái giá trị đạo đức nữa, là các bạn có thể làm những cái điều xấu nữa, đúng không? Dạ. Còn riêng với Đức Tuấn Anh thì sao? Dạ, con nghĩ là sống ảo. Sống dạ. Ảo hả? Ừ. Cái từ đó nói ra là không dám sống thực với mình. Ừ. Dạ. Để con dịch qua tiếng Anh là nói là kids these days they are feeling the influence because they're choosing the wrong path and they find a way to cheat the way of the system and find a way making money easy way. So I'm thinking they should find a good way out and find the right path to do good choices. À, như vậy là Thu Hương nghĩ đó là sự đam mê vật chất ha. Yeah. Còn Tuấn Anh là nghĩ đó là sống ảo. Và cuối cùng là Jessie ha. Jessie nghĩ sao về những cái dễ vấp ngã nên người trẻ ngày hôm nay là gì ạ? Yeah, so Chia, I would have to agree with Anne's statement because in today's society, many kids are addicted to video games, drugs, and other bad related addictions, and they might feel like they're choosing the wrong path, and this can be caused through bad influence and peer pressure, which are both against God's teachings. À, đúng rồi. À, bên cạnh những cái chia sẻ của ba bạn thì cha bổ sung thêm một chút được nữa không? Yeah. Cha muốn các bạn suy nghĩ thêm một cái tình trạng thực tế nên người trẻ ngày hôm nay, đó là tình trạng tự tử nơi người trẻ các bạn đang ngày càng gia tăng, ngay cả ở các nước tiên tiến như là Nhật Bản, này, Hàn Quốc, Hoa Kỳ cũng có. Ha. Yeah. Cái thực tế đó cho chúng ta thấy là người trẻ của các bạn rất có năng lực, rất có sáng tạo, rất có nhiều đam mê. Nhưng nếu các bạn đặt những cái năng lực, những cái đam mê đó vào những cái điều không đúng thì nó có thể hủy hoại chính cuộc đời của các bạn và có thể gây đau khổ cho người thân, cho gia đình của mình được nữa ha. Yeah. Vì thế ngày hôm nay cha muốn mời Hương này, Tuấn Anh, Jessie và tất cả các bạn ha, chúng ta cùng suy nghĩ điều đó một chút nhé. Và chúng ta thử tập sống ba cái chia sẻ cũng như là ba cái kinh nghiệm của Đức Thánh Cha Francisco như một cái gợi ý ha, để giúp các bạn đặt tất cả những cái năng lực, những cái hồng ân mà Chúa ban cho các bạn đúng chỗ ha, để thực sự đem lại hạnh phúc cho các bạn và có lợi ích cho gia đình và cho giáo hội, được không? Yeah. Cái đề nghị thứ nhất của Đức Thánh Cha mà cha muốn các bạn suy nghĩ một chút đó là Đức Thánh Cha ngài nghĩ rằng những người trẻ các bạn là những con người rất lạc quan, nhưng mà chúng ta hãy biến những lạc quan đó thành niềm hy vọng Kitô giáo. Điều đó có nghĩa là gì các bạn? Điều đó có nghĩa là chúng ta không chỉ đặt cái niềm hy vọng, cái lạc quan của chúng ta vào cái khả năng của chính mình, của các bạn nhé, và những cái bên ngoài của các bạn như là tiền tài nè, danh vọng nè, thành công, nhưng các bạn hãy đặt tất cả niềm hy vọng đó vào đâu các bạn? Chúa. Đúng rồi, vào chính Thiên Chúa, được không? Dạ, ừ. Để khi các bạn gặp những cái khó khăn, những cái thất bại trong cuộc sống, các bạn không đánh mất niềm hy vọng vì các bạn có Thiên Chúa là đúng rồi, là điểm tựa, là niềm hy vọng của các bạn. Dạ. Rồi cái đề nghị thứ hai mà Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các bạn trẻ đó là những người trẻ của các bạn là những người rất có gì các bạn? Có năng lực. Rất có năng lực nè, rất có sự gì nữa? Sáng tạo, đúng rồi. Nhưng các bạn đừng sử dụng những cái năng lực đó để thỏa mãn những cái điều xấu, mà các bạn hãy sử dụng những cái năng lực đó để làm cái gì? Để phục vụ Chúa nè, phục vụ giáo hội ha. Cụ thể là Chúa ban cho các bạn gì nào? Sức khỏe, đúng không? Tài năng, thì chúng ta sử dụng những sức khỏe và tài năng đó để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ mọi người, được không? Ừ. Và ta tin rằng chắc chắn điều đó sẽ làm cho các bạn hạnh phúc. Các bạn có tin điều đó không? Đúng tin phải không? Bây giờ cha muốn các bạn thay lời cho tất cả các bạn trẻ khác, chúng ta thử làm một cái quyết tâm cho chính bản thân mình, được không? Dạ vâng. À, đồng ý ha. Dạ, bây giờ cha có ba tờ giấy này, bây giờ cha muốn nhờ bạn Tư Hương là phát ra cho ba bạn nè. À, để các bạn thử làm cái quyết tâm, một cái tập sống của mình nha. Dạ, ừ. Đó là các bạn hãy viết xuống cái quyết tâm của mình, đó là các bạn quyết tâm sử dụng những cái năng lực, những cái Chúa ban cho các bạn để làm gì ha. Rồi, xong chưa? Ha.
chúng ta sử dụng những cái năng lực, những cái khả năng Chúa ban cho chúng ta để làm gì ha. Rồi xong rồi phải không? Trước hết là cha muốn xem cái bảng của Jesse trước đi. Jesse giơ lên cho cha và tất cả các bạn xem là Jesse chọn từ gì nào. Yeah, thưa cha, I chose sống yêu thương và tha thứ, which means love one another and forgive. And I chose this because Jesus loves us and forgives us and everyone for their sins. Jesse chọn từ yêu thương phải không? Cố gắng là chúng ta sử dụng cái năng lực, những cái ơn Chúa ban để sống yêu thương người khác ha. Còn đối với Tuấn Anh thì sao? Tuấn Anh sử dụng cái năng lực, những cái hàm ơn Chúa ban để làm cái gì? Dạ, con bỏ là not to do bad thing, dịch ra là không làm điều xấu. Con muốn nói cái từ đó tại vì con chọn cái từ đó tại vì làm điều xấu là không bao giờ tốt hết. Với là Chúa không bao giờ forgive mình được. Dạ, mà unless là mình làm gì, mình có lỗi thì Chúa thì forgive được. Dạ, that's why con muốn nói người ta biết là làm gương cho họ để hiểu, để hiểu chuyện với always be good to everyone. Rồi cảm ơn những chia sẻ của bạn Tuấn Anh ha. Như vậy là Jesse là quyết định là chọn là sử dụng cái năng lực Chúa ban để yêu thương ha. Còn Tuấn Anh là sử dụng những cái gì hồng ân Chúa ban cho mình để không bao giờ làm điều xấu, để trở thành một người Kitô hữu tốt phải không? Rồi cuối cùng là bạn Thu Hương sao nào? Dạ vâng, con chọn là phục vụ nhà thờ. Rồi Thu Hương chọn là phục vụ nhà thờ. Dạ vâng. Con biết là cái quyết tâm này của con nó hơi khó nhưng mà con sẽ cố gắng. Con có hai lý do cho cái quyết tâm của mình. Thứ nhất là con nghĩ là Chúa đã thương ban cho con những cái năng lực như thế thì cái cách mà phục vụ nhà thờ là một cách con cảm ơn Chúa vì cái tình thương đó. Thứ hai là con nhận thấy rằng đó, khi mà con đến phục vụ nhà thờ, không chỉ là bản thân con cho đi mà con nhận lại được rất là nhiều thứ. Con thấy mình mạnh dạn hơn, vui vẻ hơn, con làm nhiều việc tốt hơn và gặp được nhiều người dễ thương hơn. Tuyệt vời ha. Rồi cha cảm ơn ba cái quyết tâm của ba bạn ha. Đó là Jesse là chọn yêu thương, còn Tuấn Anh là không làm điều xấu và cuối cùng là Thu Hương là chọn là phục vụ. Và cha ước mong những cái quyết tâm đó cũng là quyết tâm của tất cả những người trẻ chúng ta ha. Sử dụng những tất cả những cái năng lực Chúa ban để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ mọi người ha. Rồi cái cuối cùng, cái đề nghị cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco đó là người trẻ của các bạn bên cạnh sự lạc quan, bên cạnh sự sáng tạo thì còn cái gì các bạn? Rất đam mê và nhiệt huyết. Vậy các bạn hãy biến những đam mê và nhiệt huyết đó thành những đam mê và nhiệt huyết của tình yêu ha. Cái tình yêu mà Đức Thánh Cha Francisco nói ở đây là cái tình yêu đích thực nhé. Bởi vì khi nói đến tình yêu thì người trẻ các bạn dễ nghĩ đến một cái tình yêu chiếm hữu, một cái tình yêu thỏa mãn về xác thịt. Nhưng mà đây chính là cái tình yêu đích thực. Các bạn có cảm nhận được tình yêu đích thực nơi cái tình yêu mà cha mẹ dành cho các bạn ha. Thì đó là chính là ba điều, ba cái kinh nghiệm của Đức Thánh Cha Francisco và cũng là cái thông điệp của chương trình ngày hôm nay muốn gửi đến tất cả các bạn trẻ. Các bạn chính là tương lai của giáo hội, các bạn chính là tương lai của xã hội. Các bạn là những con người đầy đam mê, đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Vậy các bạn hãy sử dụng tất cả những cái năng lực, những hồng ân Chúa ban đó một cách khôn ngoan. Đó là các bạn hãy đặt đời mình trong Đức Giêsu. Các bạn hãy cắm rễ đời mình nơi Đức Giêsu và các bạn hãy xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng chính là lời của Đức Giêsu, vì chỉ có Đức Giêsu mới có thể đem lại cho các bạn sự sống đích thực, phong phú và vững bền, bởi chính Đức Giêsu đã khẳng định điều đó trong Tin Mừng: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và chúng tôi cầu chúc cho tất cả các bạn cũng gặp được Đức Giêsu trong cuộc đời của chính mình như vậy. Và trước khi kết thúc chương trình thì chúng con cũng xin muốn gửi đến tất cả quý khán giả và các bạn trẻ là những cái tâm tình đầy hân hoan của một người trẻ đã gặp được Đức Giêsu trong cuộc đời của mình như thế nào, qua một nhạc phẩm thánh ca của nhóm Lửa Hồng có tựa đề là Con Đường Giêsu. Giờ đây chúng con xin kính mời quý khán giả và các bạn trẻ chúng ta cùng lắng nghe. Chọn con đường yêu thương, đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống cần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giêsu ta đi về không đơn trời, lời tươi chung Giêsu bên nhau cùng vụ vui sống hạnh phúc, qua Giêsu ta yêu và được yêu mãi luôn.
giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin cho con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống cần nhau và sống vì nhau, dừng nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về không đơn trời. Đời tươi trong Giê-xu bên nhau cùng vui sống. Hạnh phúc của Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Lối yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin cho con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống cần nhau và sống vì nhau, dùng nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về không đơn trời. Đời tươi trong Giê-xu bên nhau cùng vui sống. Hạnh phúc của Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Lối yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Đường mới theo Giê-xu ta đi về không đơn trời. Đời tươi trong Giê-xu bên nhau cùng vui sống. Hạnh phúc của Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Lối yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Lối yêu thương vững đôi chân. Chúng con xin cảm ơn quý khán thính giả và các bạn trẻ đã lắng nghe tâm tình của chúng con qua bài hát Con đường Giê-xu. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng con cũng xin thay lời cho chương trình xin cảm ơn ba bạn trẻ đến từ giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Chúng con xin cầu chúc cho tất cả các bạn luôn hăng say và luôn nhiệt huyết trong ơn gọi phục vụ giáo hội và phục vụ tha nhân các bạn ha. Và cuối cùng chúng con cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả và các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Đức Tin và Giới Trẻ do Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Hilton phụ trách. Chúng con xin kính chúc quý khán thính giả và các bạn trẻ một ngày bình an và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin chào và tạm biệt.